lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lùa trên sông vàng. Xuân đi xuân đến hãy còn xuân, cô gái mơ xuân đến bao lần. Gái xuân rú lùa trên sông Vân, lòng xuân lỡ đáng má xuân hồng. Cô gái xuân mơ chuyện bờ trông, chứ đêm xuân cô ngủ có buồn không? Em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, trên sông Vân. Xin cảm ơn các bạn. Nhưng mà rất là dễ thương, cảm ơn chị. Thì khi mà em biết là chị, lúc mà chị hát cho quý vị giống như ở cô chú bác ở Viện Dưỡng Lão thì mình đứng mình vậy mình nhảy, thì ở đây nó hơi hẹp là mình chỉ ngồi ghế thôi. Nhưng mà nó rất là dễ thương. Khi mà nhảy thì chú cô chú bác có đứng gì nhảy theo mình không? Không, không à. Không đâu, mấy bác ngồi xe lăn hết rồi. Nhưng mà vỗ tay, vỗ tay dữ lắm. Ngồi cũng đông đưa, lắc lư, cũng theo tiếng nhạc. Có nhiều bác đứng lên nhưng mà tại vì luật trong nhà già không cho, không cho đứng lên được. Thì ra là vậy, em tưởng mấy bác đứng gì được. Mấy bác ngã. Nhà mà nhạc, nói mấy bác đâu có lớn đâu, nếu mình mở nhạc là họ ok, thì chứ không. Mình bác ok. Mình cũng control cái volume của mình cỡ nào, mình không có dặn lớn quá. Rồi mấy bác mà bị lãng tai thì cũng như bình thường thôi. Đâu có nghe được gì nhiều đâu. Nhưng mà họ nghe được chứ, nhưng mà chỉ có yếu hơn thôi. Một các bác, nhiều các bác cũng là nghệ sĩ là hay là sáng tác nhạc hồi xưa. Dạ, cũng có nhiều bác là nghệ sĩ. Cho nên nó đâu có dễ đâu mà được vỗ tay chị, cũng khó lắm. Trong đó ca sĩ ngày xưa cũng có, nhạc sĩ cũng có. Mà họ có khóc không khi mà nghe những bài này? Nhạc sĩ Lam Phương rồi ở trong Trinh Sinh Hôm rồi. Dạ, doanh nghiệp vậy hả? Dạ. Rồi họ mình khi mà mình hát trúng mấy bài nhạc của họ chắc họ buồn. Vừa vui vì tại vì hạnh phúc thì có người hát lại bài của mình. Nhưng mà buồn vì bây giờ đó một thời đó mà bây giờ họ thấy họ ngồi một chỗ họ cũng buồn. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều và cũng như Happy Band. Thì bây giờ mình không còn nhiều thời gian nữa. Mình chỉ còn có 2 phút để mình chia tay cho chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Thì chắc bây giờ trước khi mình chia tay thì sẵn còn dịp Tết, cũng còn không khí Tết hay là Valentine sắp đến rồi. Thì anh chị có những lời gì mà gửi đến quý vị khán giả? Thọ. Anh Thọ, bắt đầu từ anh Thọ. Trường Thọ mến chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, và có thể hy vọng sẽ gặp lại quý anh chị các khán giả trong lần kế tiếp. Thái Thảo trước thêm năm mới xin kính chúc cho tất cả quý vị được thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Cathy xin chúc quý khán giả của đài Little Sài Gòn có một năm được an khang thịnh vượng. Và một mùa Valentine sắp đến rồi thì chúc quý khán giả được một mùa Valentine thật là ấm áp, thật là lãng mạn. Xin chào quý khán giả và xin hẹn lại vào chương trình sau.
Xin chào Chelsea, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea và ban nhạc Happy Bands. Thì ở đây sẵn cũng còn không khí Tết thì Chelsea cũng muốn chúc cho quý vị khán giả như là Chelsea hay thích một câu lắm là muốn ước gì muốn gì được nấy, thì cũng như là vạn sự như ý, và nhớ lúc nào cũng là sức khỏe, phải có sức khỏe mới có kiếm được tiền, thì tiền thì những ai mà không muốn nhưng mà sức khỏe mới đi trước. Thì ở đây em cảm ơn anh chị đã đến với chương trình, và cũng như là mai mốt các mình có cơ hội mình sẽ có những member khác lên để mà trình bày và gửi những bài nhạc mà dễ thương đến cho quý vị khán giả. Và Chelsea, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau của Góc Khuất. Dạ, xin cảm ơn đài. Dạ, xin chào.